Bộ phim Trả Thù Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi năm 2024 cuối cùng cũng được cho lên sóng. Người phụ nữ này mắc bệnh ung thư, chứng kiến chồng mình ngoại tình với bạn thân, thậm chí còn bị chồng giết chết. Cô tình cờ du hành ngược về 10 năm trước để thực hiện kế hoạch trả thù. Cô tên là Chivon, thời gian còn lại của cô ấy chỉ còn 6 tháng. Mỗi lúc trải qua đợt hóa trị, cô lại nhớ đến cuộc đời bất hạnh của mình. Bởi vì bố mẹ của Chivon đều mất sớm. Lúc cô ấy lấy chồng, mẹ chồng thường xuyên trêu chọc cô ở nơi đông người. Giờ con đã là một phần của gia đình mình rồi, con là con gái của mẹ rồi. Kết hôn chưa đầy một năm, mẹ chồng tưởng cô ấy không thể có con trai bà ta là thế hệ thứ ba trong gia tộc con trai, bà ta đổ lỗi cho Chivon vì đã dám cắt đứt điều này, thậm chí còn cho rằng mình đã cưới một đứa vô dụng như Chivon về. Người chồng không những không chịu can ngăn, cứ trơ mắt nhìn mẹ nổi giận với vợ. Không lâu sau đó người chồng nghỉ việc, anh ta đầu tư cổ phiếu, thực ra anh ta cảm thấy quá mệt mỏi khi đi làm, và rồi mọi chi phí hàng tháng đều đổ lên vai Chivon. Cô ấy nghĩ rằng, đã là vợ chồng thì ít ra phải bàn bạc nhau. Này, em giỡn mặt với anh hả? Tại sao anh phải bàn bạc với em? Sau đó anh ta vô tư nhảy vào vòng tay mẹ mình. Chivon làm việc cả ngày lẫn đêm, điều này đã khiến thể chất của Chivon suy giảm đi rất nhiều. Lúc cô trở về nhà, vừa bước vào trong thì thấy phòng khách rất bừa bộn. Người chồng ngồi trên ghế sofa chơi game, anh ta trách vợ về nhà quá muộn, tăng ca là do làm việc dở tệ. Anh không nghe thấy tiếng máy giặt à? Em đã bỏ đồ vô giặt rồi, anh phải lấy ra chứ. Trời ơi, tôi đã làm việc cả ngày rồi, mới ngồi nghỉ ngơi được một chút. Lúc này cơ thể của Chivon càng ngày càng khó chịu, nó đau tới mức cô thậm chí không thể duỗi thẳng lưng. Sau đó Chivon mới biết mình bị bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối, tình hình không khả quan lắm. Tuy nhiên sau khi mẹ chồng biết được tin này, bà ta thực sự cảm thấy tội nghiệp cho đứa con trai, bà ta trách con trai, sao lại cưới đồ sao chổi đó. Min Hoan cảm thấy mẹ nói rất đúng, anh ta đúng là xui xẻo khi cưới Chivon. Anh ta hỏi mẹ mình, nếu như Chivon bị ung thư thì ai sẽ nấu cơm cho anh ta? Người mẹ bảo con trai không cần phải lo gì hết, bà ta cố tình nói lớn tiếng. Con người phải làm việc thì mới không bị bệnh được, bây giờ công nghệ rất tiên tiến, sẽ chẳng bị sao cả. Nói xong bà ta quay lại hỏi con dâu có đúng không. Bà ta thậm chí còn cảnh báo Chivon đừng hòng báo với công ty về bệnh tình của cô, còn khỏe thì còn đi làm. Nghĩ tới đây Chivon không khỏi run rẩy. Chivon còn có một người bạn thân tốt. Trong quá trình điều trị, Sumin thường xuyên đến bệnh viện thăm Chivon và khích lệ tinh thần. Chivon rất biết ơn Sumin, dù gia đình chồng của cô chưa bao giờ đến đây, nhưng ngược lại cô may mắn có được sự giúp đỡ của bạn thân. Chivon đột nhiên chú ý đến đôi giày cao gót màu đỏ của Sumin. Sau khi Chivon hóa trị xong, người đàn ông nói với Chivon rằng người bảo hộ phải đến thì cô mới tiếp nhận điều trị tiếp được, đến để trả viện phí hoặc đưa cô về nhà. Chivon gọi điện cho chồng, nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh ta. Cô đã lo hết mọi thứ sau khi anh ta nghỉ việc, ít nhất cũng hãy trả tiền viện phí cho cô. Tuy nhiên cô vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh ta. Cô bất lực xuất viện vào buổi chiều, ngồi lên một chiếc xe taxi, sẵn sàng trở về nhà nói chuyện với chồng. Tài xế nhận thấy Chivon có vẻ bệnh rất nặng, ông động viên Chivon sớm khỏe trở lại. Chivon cũng không nghĩ nhiều, cô kể lại hoàn cảnh của mình một cách chi tiết. Tài xế an ủi cô đi theo con đường của ông đến cuối để biết chắc kết quả. Lời nói vừa dứt, tài xế đột nhiên quay xe sang trái và đi con đường khác. Sau khi xe đi qua đường hầm dài, một rừng hoa anh đào nở rộ hiện ra trước mắt. Trước khi Chivon có thể thưởng thức khung cảnh trước mặt, chiếc taxi đã đi đến nhà. Chivon vừa đi vào nhà thì nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ, nó rất giống với đôi giày của Sumin. Cô từ từ bước vào phòng khách, nghe thấy trong phòng ngủ có hai người đang nói chuyện. Người phụ nữ khen người đàn ông thông minh, mua chiếc bảo hiểm ung thư. Người đàn ông trả lời, bố cô ta qua đời vì bệnh ung thư, cô ta ngày càng gầy đi, anh ta tính toán đã đến lúc nên mua bảo hiểm. Đúng vậy, hai người đang nói chuyện chính là bạn thân Sumin và chồng của Chivon. Cả hai đều đợi Chivon chết rồi mua nhà sau khi nhận được tiền bảo hiểm. Sumin không thể đợi được nữa, cô ta đang nghĩ đến việc bí mật giết Chivon. Chivon không dám tin vào đôi tai của mình. Cô tình cờ nhìn thấy ảnh bố mình bị vấy bẩn. Cô thực sự không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng nữa. Cô lao vào phòng và lớn tiếng chửi rủa hai tên cặn bã. Sớm thôi cô sẽ báo cáo hành vi gian lận bảo hiểm. Tuy nhiên tên cặn bã này không sợ. Trong mắt anh ta, vợ không còn giá trị gì nữa. Sumin ngồi xổm trước mặt Chivon và nhắc nhở Chivon rằng dù sao thì Chivon cũng sẽ chết, sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình. Sau khi nghe điều này, Chivon tức giận đánh Sumin. Tên cặn bã thấy vậy liền đẩy vợ mình sang một bên. Chivon đã bị chồng giết theo cách này. Tuy nhiên ông trời có mắt, Chivon đã du hành về 10 năm trước. Chivon vừa mới tỉnh lại, cô nhìn thấy người chồng cặn bã đang đứng trước mặt mình. Anh ta vòng tay ôm lấy eo Chivon. Chivon sợ hãi đến mức hét lớn lên. Chivon tức giận chụp lấy bất cứ thứ gì cô muốn và ném vào tên cặn bã, sau đó nắm tóc anh ta. Ngay khi tên cặn bã sắp phát điên, hai người bị giám đốc Chi hút tách ra. Cô loạng choạng và gần như ngã xuống mặt sàn. May mắn thay Chi hút đã đỡ lấy cô. Lúc này Chivon chú ý đến tay của mình. Cô phát hiện vết bỏng và lỗ kim đã biến mất. Chivon cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô ngay lập tức soi mình trong gương. Lúc này cô mới biết mình không còn bị bệnh tật hành hạ nữa. Bởi vì quá sợ hãi nên cô lùi lại. Cô không cẩn thận làm rơi đống đồ ở trên bàn xuống sàn. Ngay khi ấm siêu tốc sắp rơi trúng người cô, Chi hút đã một lần nữa cứu Chivon. Nhìn hai tên cặn bã đã giết mình, Chivon sợ hãi từ tận đáy lòng. Cô mở cửa và tuyệt vọng chạy ra ngoài. Cô không may va phải một người đàn ông. Lúc cô sắp ngã cầu thang,
Chi Hút đã kịp thời xuất hiện đỡ lấy Chi Von. Chỉ trong một thời gian ngắn, Chi Hút đã cứu cô 3 lần, có vẻ như đây không phải là sự trùng hợp. Một lúc sau, cảm xúc của Chi Von cũng dần ổn định. Cô tận dụng khoảng thời gian này, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cô rất ngạc nhiên khi thấy các bảng quảng cáo đều viết năm 2013. Chi Hút giúp Chi Von nhặt lại đôi giày. Một lúc sau, Chi Hút đưa Chi Von về nhà, đồng thời đưa cho cô ấy một ít tiền mặt. Sau khi đi vào trong nhà, Chi Von ngay lập tức mở tủ lạnh ra xem. Cô xem qua ngày sản xuất trên một số sản phẩm, tất cả đều là năm 2023. Cô bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Chi Von chắc chắn năm 2023 không phải là mơ. Đồng thời cô cũng biết Chi Hút là ai. Anh ấy sở hữu tập đoàn Jiu Khay thực phẩm và tài chính. Vài năm nữa anh ấy sẽ được kế nhiệm công việc kinh doanh của gia đình. Chi Von không khỏi thắc mắc liệu linh hồn của cô có thực sự du hành về quá khứ hay không. Đột nhiên cô nhớ tới số tiền mặt Chi Hút đã đưa. Sau đó cô để tiền dưới khay, một trong số chúng có hình trái tim ở trên đó. Chi Von nhớ rằng tài xế taxi đã đưa tờ tiền đó cho cô. Nghĩ đến đây cô không khỏi bật khóc. Hóa ra bố của Chi Von luôn viết nguệch ngoạc trên tiền mặt. Ông nghĩ đó là tình yêu, có nghĩa là ông sẽ làm tất cả những gì con gái muốn. Xem ra người bố quá cố đã cho con gái mình một cơ hội sống khác. Chi Von không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô bật khóc nức nở. Đột nhiên có ai đó mở cửa nhà. Không ai khác chính là tên cặn bã Min Hwan. Hai người đi đến một quán nhậu. Min Hwan hỏi Chi Von tại sao lại có thai. Lúc này Chi Von mới nhớ ra cô đã không thể ăn bất cứ thứ gì nên tưởng mình đã có thai. Thực chất là viêm dạ dày do quá căng thẳng. Chi Von còn chưa trả lời câu hỏi, Min Hwan bảo cô không còn nhỏ nữa. Nếu giờ mà sinh con là đi cả sự nghiệp. Thậm chí Chi Von sẽ còn trở thành bà nội trợ. Anh ta muốn Chi Von phá thai, còn về chi phí anh ta sẽ trả một nửa. Bởi vì chẳng được lợi lộc gì nên anh ta thực sự không muốn có con. Nếu như Chi Von đã không chết một lần thì có lẽ cô đã tin lời anh ta nói. Cô ấy nói mình không có thai. Lúc đầu Min Hwan rất vui sau khi nghe vậy, nhưng sau đó sắc mặt anh ta ngay lập tức thay đổi. Chi Von đề xuất chia tay với anh ta. Nói xong cô đứng dậy rời đi. Min Hwan ngay lập tức chặn Chi Von lại. Anh ta tưởng Chi Von đang mang thai nên hôm nay mới cố gắng kiềm chế. Anh ta hỏi Chi Von tại sao lại muốn chia tay. Chi Von biết anh ta là một kẻ điên, vì vậy cô đã lớn tiếng kêu gọi sự giúp đỡ. Một lúc sau cả hai được đưa về đồn cảnh sát. Cảnh sát chỉ muốn đôi bên làm hòa với nhau, bởi vì bọn họ không muốn quan tâm đến chuyện cãi nhau của cặp đôi yêu nhau. Min Hwan cư xử rất nhẹ nhàng, thay vào đó Chi Von lại trở nên vô lý và gây rắc rối. Cuối cùng theo yêu cầu của Chi Von, cảnh sát đưa cô ấy về nhà. Sau khi về đến nhà, Chi Von chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay. Số dư tài khoản chỉ còn 710.000 won. Bây giờ cô ấy mới nhớ ra, bởi vì sợ chia tay với Min Hwan, cô đã làm mọi thứ anh ta yêu cầu. Anh ta đã lấy rất nhiều tiền của cô, dùng thẻ và khoản vay tiền mặt của cô. Với tình hình như thế này, cô không thể chạy trốn với số tiền 710.000 won. Lúc này cô nhận được tin nhắn từ Min Hwan, anh ta xin lỗi Chi Von, ngoài ra còn nói sẽ mua cho cô một cái túi ngay khi cổ phiếu lên giá, rồi sau đó kết hôn. Chi Von đột nhiên nhớ ra, thành công duy nhất trong cuộc đời Min Hwan chính là mua cổ phiếu. Vì vậy cô lên kế hoạch đầu tư trước để vượt qua những khó khăn hiện tại. Ngày hôm sau Chi Von đã đi kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy hiện tại cô chỉ bị viêm dạ dày nhẹ, chưa tiến triển đến mức ung thư. Chi Von rất vui, vì muốn bản thân mình tiến bộ hơn nữa, Chi Von đã đọc rất nhiều sách. Chi Von tình cờ gặp Chi Hút, cô đã đãi anh ấy một bữa ăn, coi như đó là lời cảm ơn vì hôm qua đã giúp đỡ cô. Đột nhiên Chi Von nhìn thấy vết sẹo trên tay Chi Hút, hình dạng giống hệt vết sẹo của cô ở năm 2023. Chi Von không khỏi có chút nghi ngờ, có điều cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Sau khi dùng bữa xong, Chi Von tạm biệt Chi Hút rồi đi về nhà. Tối nay Chi Von đã viết ra những thứ mà cô sẽ từ bỏ sau khi kết hôn. Ngày hôm sau Chi Von nhìn thấy Min Hwan ở công ty, cô vì tránh né anh ta mà đã leo hàng chục tầng cầu thang. Sau khi ngồi vào bàn làm việc, cô đã dùng tiền đầu tư vào cổ phiếu. Đột nhiên có người làm cô giật mình, hóa ra là bạn thân Su Min. Cô ta hỏi Chi Von tại sao lại phớt lờ mình. Chi Von suy nghĩ rồi kể một câu chuyện, có người phụ nữ bị ung thư giai đoạn cuối, nhìn thấy chồng mình và bạn thân ở trên giường, ôi người bạn đó còn tệ hơn cả ông chồng. Thật thô thiển, sao cô ta có thể làm vậy với bạn thân của mình? Dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ chết, nên có lẽ cô ấy nghĩ thế là ổn. Sau khi nghe vậy, Su Min nói với Chi Von, nếu cô ta chết, Chi Von có thể lấy mọi thứ của cô ta, nhưng nếu Chi Von chết, cô ta cũng vậy. Chi Von chỉ có thể đè nén cơn tức giận. Quản lý Kim gọi Chi Von đến hỏi chuyện, ông ta cho rằng dự án của Chi Von rất tệ. Tuy nhiên Chi Von biết rằng, sau khi dự án của cô bị quản lý Kim phủ nhận, Su Min sẽ đề xuất muốn có nó mà không thay đổi một từ nào. Cũng nhờ dự án này mà cô ta đã trở thành nhân viên chính thức và còn được thăng chức sau khi bị quản lý Kim mắng. Lúc Chi Von đang tìm cách phản công thì nhìn thấy cô Giang đi vào. Chi Von biết rằng cô Giang là một người rất có năng lực. Quản lý Kim đã ngăn cản việc thăng tiến của cô ấy, vì vậy Chi Von quyết định thiết lập mối quan hệ tốt với cô ấy. Tuy nhiên chưa kịp mở lời thì cô Giang đã bị gọi đi. Cô Giang thản nhiên đặt chiếc cốc xuống mép bàn. Chi Von nhớ lại kiếp trước, cô vì để chiếc cốc không bị rơi, không cẩn thận vấp phải chiếc hộp, do bị va đập nên đầu gối có vết bầm tím. Nghĩ tới đây, Chi Von quyết định thử xem sao. Lần này cô đã thành công ngăn chiếc cốc bị rơi. Cô không thể kìm được sự phấn khích. Lúc cô ấy đi ra ngoài, Min Hwan bám theo cô, vì để tránh né anh ta, Chi Von tăng tốc bước đi. Cô vô tình va phải vào chiếc tủ nhỏ. May thay Chi Hút đã kịp thời kéo cô lại. Cô hoảng hốt đi vào nhà vệ sinh. Chi Von không hiểu, rõ ràng chân cô đã va vào tủ, cảm giác giống y hệt, nhưng lại không có vết bầm tím.
Chi Won cũng không suy nghĩ nhiều, Min Hwan lại tìm đến cô. Lần này không may mắn lắm, cô ấy va vào một chậu cây, cuối cùng cũng có vết bầm tím ở chân. Chi Won nhận ra rằng cô đã tránh nhưng vẫn không thể tránh được. Nghĩ đến đây, Chi Won có chút sợ hãi. Nếu là vậy thì cô sẽ phải bị bệnh ung thư, bị cắm sừng rồi bị giết. Nhưng vết sẹo trên cánh tay quả thực đã biến mất. Trở lại bàn làm việc, Chi Won nhận được ảnh chụp màn hình từ Min Hwan. Anh ta đã bán hết cổ phiếu để trả lại cho Chi Won, đồng thời cũng cho biết đã mua công nghệ Tkaiju. Theo như Chi Won nhớ thì Tkaiju là một công cụ bơm xá nổi tiếng. Giám đốc điều hành đã bỏ trốn ra nước ngoài, cổ phiếu đang bị niêm yết. Min Hwan đã bán cổ phiếu và mua Tkaiju. Cô cũng đã mua cổ phiếu và Min Hwan đã bán nó. Ngay khi Chi Won đang trầm tư suy nghĩ, cô thấy vết sẹo trên cánh tay của Chi Hút, đầu gối đáng lẽ bị bầm tím do cốc cà phê, nhưng lại là do chậu cây. Nghĩ đến đây, Chi Won tìm cách để tự cứu mình. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nó chỉ cần xảy ra với ai đó là được. Và ứng cử viên sáng giá nhất chính là Su Min. Chi Won nói mình có một ít rác cần phải vứt đi, cô nhờ Su Min làm hộ mình. Chi Won đã không nói điều này trước mặt Su Min. Cô đã thèm muốn rác của tôi mà, cô cứ lấy đi. Cưới chồng tôi đi,